场荡气的瑰丽，身份相当矜贵，眉头笑眼精雕金砌，使你着迷。眼中行热烈来做势，一句话即可得到一切，大能智慧气派绝世，绽放光辉。无远想以心中美善看到世间美丽，自信心能目空一切，你眼睛看出真与伪，送我最深一世，路再弯两心依然默契。众星光灿烂，那似我心美丽，自信心能目空一切。伴你走再百年也会信守一世，爱到底似今坚决来世。Hôm nay Hàm Trì Phi Tinh vào nhà hay là Thiên Hỷ Lâm Môn? Chưa có đâu. Tôi thấy cậu ấy đuôi mắt đen sậm, nếu hỏi nhân duyên phải đợi mưa xuân về. Nói tới đó luôn vẫn là thê tử của huynh đó. Tức là ý nó công chúa. Công chúa à. Chạy đi. Chạy đi. Công chúa thì gặp dữ, huynh thì gặp nạn. Tức là tôi và công chúa không chết cũng bị thương. Hầu gia, nhanh lên! Phò mã! Phò mã, thiếp hại chàng rồi! Phò mã, đừng chết! Phò mã, thiếp hại chàng rồi! Chàng đừng chết mà, phò mã! Truyền lệnh của ta, lập tức truy bắt thích khách không được chậm trễ! Dạ! Truyền thái y! Dạ nương nương! Thiếp hại chết chàng rồi, phò mã! Phò mã! Ta không sao, thích khách đi rồi à! Phò mã, chàng vẫn còn sống. Quả nhiên các nhân thiên tướng coi như vượt qua nguy hiểm. Không sao là tốt rồi. Lần này cũng may là nhờ nó. Chán hộ tông, sao lại như vậy? Lần này đại nạn không chết cũng là nhờ. Phò mã. Thái y, phò mã sao rồi? Phò mã đột nhiên bất tỉnh, không có gì đáng ngại. Phò mã xưa nay hư nhược, thường sẽ bất tỉnh như vậy đó. Bất tỉnh không phải chuyện đùa. Lỡ gì đụng trúng vật cứng hay không may rơi xuống nước sẽ bị đe dọa tới tính mạng đó. Thật ra mình có phò mã có thể chữa được không? Tạm thời chưa có bài thuốc. Hả? Tức là thuốc thang vô hiệu. Dựa theo bệnh lệ trước giờ, người mắc bệnh này có người tuổi chưa đầy 20 đã mất, cũng có người hơn 70 được hưởng trường thọ. Tức là mọi chuyện phó mặc cho trời sao? Lát nữa hạ thần trình lên phương thuốc, xin phép cáo luôn. Phò mã bị bệnh nan y, vậy mà em cứ cười phò mã xỉu hoài, tầm thường cũ rích. Phụ hoàng có nói, tận phong trị bệnh thảo phản thanh tri trung thần. Vừa rồi ta rơi vào nguy hiểm như vậy, phò mã xã thân của giúp ta, thật sự tình thân nghĩa trọng. Công chúa chứng kiến phò mã bị thương cũng quan tâm chu đáo vậy. Công chúa. Phò mã, chàng thấy sao rồi? Ta không sao, vậy là cái đầu vẫn còn đau âm ỉ. Phò mã, sao tự nhiên chàng vào cung vậy? Bốc huynh nói công chúa gặp nguy hiểm, còn ta có một nạn, lại còn là huyết đổ tại trung tâm, cho nên ta đã đeo kính đồng hộ tâm, với lại cầm lá bùa bình an đưa cho công chúa cầm phù hộ bình an. Cũng may là đến kịp thời, lá bùa này thật sự là linh đó. Cũng may là phò mã đã đỡ nạn cho công chúa. Theo nô tỳ thấy, phò mã chính là lá bùa hộ thân của công chúa. Câu nói này của Ngân Bình nghe chí lý lắm. Lời nói của phò mã công chúa muốn nghe thì đúng hơn. Ngân Bình cáo lui. Thái y đã tới thăm bệnh sắc thuốc cho chàng rồi đó. Thái y có nói gì không? Thật ra ông không nói ta cũng biết rồi. Từ nhỏ ta đã bệnh đến lớn, tự biết tính mạng như ngọn cỏ, giáng thọ sắp đặt sẵn sàng lên tiên giới. Công chúa à, chúng ta ít ra cũng là phu thê với nhau. Nếu như ta chết đi, chàng không được nói chữ chết. Thiếp chưa cho chàng chết, ai cho chàng chết chứ? Thiếp còn phải tự tử hành hạ chàng nữa.
Vậy cũng phải, Thiên Kích Nam Nhi bảo vệ gia quyến, cha mẹ còn không đi xa, nhà có thê phòng, mạng không thể mất. Ta nhất định phải sống lâu 100 tuổi. Biết vậy thì tốt, mặt không muốn là thịt, ta không có sức lực. Lần sau gặp thích khách, đừng có cố mà ra mặt đó. Thê tử gặp nạn, khoanh tay đứng nhìn còn là Nam Nhi sao? À phải rồi, bắt được thích khách chưa? Vì quý phi đã cho người đi tìm hiểu, chưa biết thực hư. Thật ra tên thích khách này là do ai sai khiến, dám cả gan công khai hành thích. Quý phi nương nương, có phải thích khách xa lưới không vậy? Chỉ bắt được một tên, tên còn lại bị thương thoát ra khỏi cung không rõ tung tích. Vậy thích khách bị bắt có khai gì chưa? Bốn cung đã truyền lệnh dùng nghiêm hình tra hỏi, nhưng hắn có chết cũng không chịu nói đã nghe lời ai sai khiến, sau đó còn cắn lưỡi tự vẫn. Manh mối bị đứt, vậy thì càng khó điều tra. Nhưng mà hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt, thị vệ đầy rẫy, nếu thích khách không có nội ứng thu xếp, rất khó ra vào cấm cung. Chỉ sợ người sai khiến giấu mặt đó không phải là kẻ tầm thường. Chiêu Dương công chúa nói vậy tức là ám chỉ bổn cung đang làm mưa làm gió, vừa ăn cướp vừa la làng sao? Chiêu Dương tuyệt đối không có ý đó, đừng đừng không cần mắt bóng về chân. Thôi, Thái Phi hiện đang ở Đại Thiên Tự, hậu cung giao cho bổn cung cai quản, địa vị của bổn cung đang vững như bàn thạch, không ai có thể chống đối. Bổn cung cần gì đất bằng nổi sóng chứ? Trước giờ cây cao dễ hướng gió, có kẻ thù hay không không cần nói rõ. Nói đúng lắm, không bị ai ganh là bất tài, ai đối đầu với bổn cung trong lòng bổn cung đã biết rồi. Trong cung hiểm ác, lòng người gian trá, Kim Đa Lộc này là người ngoài cuộc, khó hiểu thực hư thế nào, cũng khó nói ai đúng ai sai. Tóm lại, tôi là phò mã, tôi không cho phép bất cứ ai làm tổn thương thê tử của tôi, cho nên chuyện này nhất định phải truy xét đến cùng, cho đến khi tìm được thủ phạm mới thôi. Phò mã, người nóng lòng bảo vệ, làm cho mọi người cảm động. Chiêu Dương, bổn cung khuyên công chúa thêm một câu: mạc tính trực trung trực, thận phòng nhân bất nhân. Quý phi đương đương dường như đang ám chỉ tôn quý phi. Thuốc đắng giả tật lợi cho bệnh, lời ngay chói tai lợi đi lại. Trên thế gian này có rất nhiều người khẩu Phật tâm xà, ngoài tốt trong xấu. Chiêu Dương à, công chúa không thể... Chiêu Dương, phò mã. Tha kiến tôn quý phi. Ta dự định đến Tử Chân Điện bái kiến với quý phi. Hai người vừa mới gặp quý phi sao? Quý phi có nói gì không? Có làm khó hai người không? Không. Như quý phi nói, thích khách bị bắt đã tự giận rồi, tạm thời không có manh mối, nhưng sẽ cho người điều tra. E là chuyện này cô sẽ chìm vào quên lãng. Sao tôn quý phi lại nói như vậy? Ngoài mặt thích khách có vẻ muốn giết Di quý phi, nhưng xem chút làm tổn thương Chiêu Dương. Nếu như lúc đó không nhờ phụ mã cô giúp kịp thời, e là Chiêu Dương đã bỏ mạng tại chỗ. Cũng như câu hàng trăng vũ khí khiếu nại bán thân. Không lẽ có người vừa ăn cướp vừa la làng Dương Đông kích Tây? Hả? Người mà thích khách muốn đối phó thật sự là công chúa. Tại sao Di quý phi phải làm như vậy? Chiêu Dương giống làng Diên Linh Châu là bảo bối của hoàng thượng. Từ lâu Chiêu quý phi đã có ý ganh tị với công chúa. Nếu không lúc trước bà ta đã không ép công chúa gả đi Tổ Phồn. Tóm lại hai người mọi chuyện phải cẩn thận, ta không phiền hai người nữa. Trong cung tranh đấu không lúc ngừng nghỉ, tôn quý phi và Di quý phi đều nói khác nhau. Thật ra ai là thật ai là giả đây? Có người mặt hiền tâm hiểm, có người thiếu nữ tàn đao. Ta thực sự không phân biệt được ai trung ai gian. Nếu nghĩ không thông thì cần gì phí sức nữa. Cung đình đấu tranh chưa bao giờ rời khỏi việc tranh quyền đoạt lợi. Nhân đáo vô cầu, phẩm tự cao. Công chúa đã xuất giá rồi, hà tất còn dướng vào vũng bùn này. Cứ đứng ngoài cuộc đi, làm người thưởng lãm là được rồi. Đừng nghĩ tới chuyện trong cung đình nữa, Kim gia mới là nhà của nàng. Công chúa gia đâu? Tại sao tự nhiên công chúa lại tới đây hả? Không lẽ là tới gây rối? Xem ra phúc bất trùng lai rồi. Tham kiến công chúa. Miễn lễ. Bà nội, nhị nương, đại ca, tam đệ, đại tẩu, tứ, nhị ca. Con à, rót trà cho công chúa đi. Công chúa mời thượng tọa. Ta ngồi đây được rồi. Thật ra người trong nhà không cần phải đa lễ. Vậy cũng phải, đa lễ người không trách, đa thê sung sướng hơn. Quỳnh nói vô lễ rất là khó coi á. Vậy thì nói
đa lễ rất vui sướng. Mọi người coi đi. Từ khi bổng công chúa và Kim gia chưa từng có lễ vật tặng cho mọi người. Có lễ vật là gì vậy? Tất cả đều là cống phẩm của hoàng cung, không phải là đồ dùng tầm thường đâu. Mang khoác lên người chắc chắn làm kinh ngạc nhiều người. Không thể nuốt trôi, cũng không thể là ngũ vị phân trần. Có khi nào là tơ sợi gấm dốc ngũ sắc sặc sỡ hay không? Ý trời ơi, mau nói ra đi, nghe đến nỗi huynh ù tai ngứa ngáy luôn vậy đó. Ngân Bình, sao chưa mang ra? Dạ công chúa. Tặng cho thái phu nhân tơ lụa thổ phồn. Ôi trời ơi, sắp vải đẹp quá, trơn mịn vô cùng. Dùng để may áo, phải nói là người không tà có. Tặng cho nhị phu nhân cố lăng kinh châu, tay nghề tỉ mỉ, hoàn hảo vô cùng. Dùng là á choàng, yểu điệu, nhẹ nhàng. Tặng cho đại thiếu gia, đại thiếu tôi cũng nhân có hả? Linh thú thanh ngọc. Ôi trời ơi, mới nhìn vào đã biết là giá trị liên thành rồi. Ai nhìn thấy cũng phải trố mắt ngay. Báu vật đó cũng giống như đại ca đại tẩu vậy, vốn dĩ không gì phá vỡ. Tặng cho tam thiếu gia gốm sứ trắng hình dâu. Trong suốt sáng ánh tỉ mỉ đẹp mắt. Dùng để cắm hoa trồng cổ, phải nói là đông hạ đều được. Mọi người hài lòng chứ? Đương nhiên là hài lòng rồi. Mà cỡ gì khách sáo dữ vậy công chúa? Là ta công chúa. Mời công chúa phò mã dùng trà. Hai chung trà này ta muốn mượn qua kính Phật. Bổng công chúa và Kim gia chưa bao giờ dâng trà cho bà nội. À, gọi tôi là bà nội. Bà nội đó. Bà nội kìa. Hay lắm, gọi bà nội hay. Gọi bà nội rất là thân mật. Hay, hay lắm. Còn mẹ nữa. Con dâu đương nhiên phải dâng trà cho mẹ rồi. Tôi cũng có phần nữa sao? Thái phu nhân, nhị phu nhân, xin mời thượng tọa. Mời thượng tọa. Không cần đâu. Công chúa dâng trà. Không cần quỳ, không cần quỳ. Hả? Công chúa là quân, chúng tôi là thần. Tất cả đơn giản là được rồi. Phải đó công chúa, mọi chuyện cung kính chỉ bằng phụng mệnh đi. Mời bà nội dùng trà. À, trời, cháu dâu ngoan. Uống trà cháu dâu, phú quý là vinh hoa. Hay. Mời mẹ dùng trà. À, được. Được. Uống chung trà con dâu, ai nấy cười ha ha. Chung trà này thơm ngọt lắm. Trong lòng còn ngọt hơn nữa. Công chúa thật sự là thần tiên giáng trần, an cư lạc nghiệp ở Kim gia chúng ta. Lúc nào cũng nói tình nghĩa bằng thiên kim, chân tình bằng vạn kim. À, công chúa à, tôi và Lai Hỷ uống trà rồi. Nhưng mà tổ tiên thì chưa uống trà. Hay là lát nữa tranh thủ tới thần lâu dân hương rót trà có được không? Được. Thôi thì ở lại đây ăn cơm luôn có được không vậy? Vậy thì không nên. Hả? Bởi vì công chúa đã căn dặn ngự trù chuẩn bị nhiều món ngon để cho các vị có thể thưởng thức. Hay quá, hay quá, hay quá. Con lập tức đi chuẩn bị mọi thứ. Ngân Bình cũng phải về phủ công chúa để chuẩn bị. Mời công chúa thượng tọa. Quan đã, không cần dùng chén đũa vàng. Chúng ta là người trong nhà, dùng chén đũa bình thường là được rồi mà. Dạ công chúa. À, người trong nhà vốn dĩ không có phân biệt, hợp thành làm một, không có phân biệt nhau. Bắt đầu từ hôm nay nha. Tốt nhất là con cháu đầy đàn, khai chi tán diệp. Vậy thì không sợ ăn đậu ăn nhầm phân. Còn đúng là ăn cơm nó lung tung. Có phải con muốn nội ký lên mặt con như là kim tử hay không? Ôi da. Công chúa đừng trách chúng tôi nói không trật tự. Thái phu nhân, nhị phu nhân, hôm nay công chúa chuẩn bị thức ăn cho mọi người. Tất cả đều là như ý cắt tường. Đậu hũ nấu với gừng tươi. Ôi, đậu hũ thích hợp với tỳ vị của nội nhất đó. Tiếp theo là hỷ khí dương dương cải thành đôi. Rau cải ngọt thanh tươi rói ngon miệng. Phúc Lâm Kim gia ban an lạc. Canh vi cá mà huynh thích nhất nè. Lầu xung cát khánh dương dị dương. Đa lộc cũng có phần. Đương nhiên rồi bà nội, món ăn này con cũng góp ý kiến đó. Thọ tỷ Nam Sơn phụng phú quý. Lần này chắc chắn là tỷ diệt Sophie rồi. Ngọc phố hoàng quý dị tiên hương. Sò điệp là món mùi thích nhất. Mọi người có thích món ăn tối nay không? Đương nhiên là thích rồi.
Mỗi một món ở đây đều có đặt thêm tên của mọi người vào đó. Công chúa đúng là tốn phí công sức. Thú vui trong đời không gì bằng cả nhà cùng ăn một bữa cơm. Phải đó, phải đó. Đa lễ người không trách, nhiều dầu cải không kê. Mọi người cầm đũa. Cầm đũa. Già trẻ bình an. Đây đây đây, mỗi người một cái tỷ vật song phi. Cảm ơn Nhi Đê. Các thầm gái không ai dành cổ gà với con. Nè, tự dạ, bà nội. Được rồi. Nhi Nương, cái này rất lớn rất ngon được nè. Được rồi. Dạ. Ngoan. Công chúa à, có phải mọi người ồn ào quá không? Không phải, con thấy mọi người gấp qua gấp lại, cảm thấy ganh tị thì đúng hơn đó. Hả? Từ nhỏ con vào cung dùng tiền một mình, không giống như mọi người tam đại đồng đường tụ họp một bàn nhộn nhịp. Chỉ có người nhà mới biết khẩu vị của nhau, người trong nhà mới công câu nệ tiểu tiết, nói gì cũng được cả. Vậy thì chúng ta không cần phải kiêng kỵ gì nữa rồi. Mặc cho đôi đũa bay lượn đi nha. Người trong nhà ăn cải, ăn cải. Nhà chị Tẩu ăn bánh bao. Đầy quá rồi. Sao đẹp nè. Đầy quá rồi, đầy quá rồi còn gì. Công chúa, thường mãn thường mãn, hầu bao đầy tiền, người phải ăn hết đó nha. Nè, vậy thì nàng phải ăn thêm một miếng nữa. Vậy sao? Vậy thì chia ngọt xẻ bùi cùng với chàng nè. Bà nội, sao thở dài vậy? Cả nhà vui vẻ như vậy, quá thật, nội có đi cũng... Các con đừng có suy nghĩ lung tung. Nội và bà Tám từ lâu có ước nguyện đi viếng tứ đại danh sơn rồi, ngàn thông cảm, vạn thông cảm. Thời gian đi viếng không thể đổi mà. Vậy mà nội làm con giật mình. Nội à, đừng có lừa thần gạt Phật nữa. Vậy thì bà nội đi sớm về sớm đi. Tin chắc chuyến đi của Thái Phu Nhân thành công mỹ mãn. Đương nhiên rồi, Thái Phu Nhân phải cầu xin Phật Tổ cả nhà hòa thuận, cả nhà hòa khí, cả nhà tốt lành. Còn phải cầu xin cho công chúa và phò mã răng long đầu vàng. Con phải cầu xin cho mẹ vạn sự như ý. Tinh thần kim gia. Tinh thần kim gia thích nhất trả lễ. Được. Tinh thần kim gia thích nhất trả lễ. Tiếp tục. Ánh trăng đêm nay thật sự trong sáng vô cùng. Trăng treo giữa chừng tự như đèn soi. Mồng một nhìn không thấy, mồng hai như kẻ chỉ, mồng ba mồng bốn trăng lưỡi liềm, mồng bảy mồng tám trăng nửa dần. Còn gì nữa? Mỗi ngày mỗi mập ra, 15 tự động trăng đoàn viên. Còn gì nữa? Mập rồi lại ốm, 20, 22 trắng nửa dần, 29, 30 trăng khó thấy. Không biết ngâm thơ, trái lại cây dao dân gian này đọc rất là suông miệng. Ta đâu dám mua rượu qua mắt thợ trước mặt công chúa chứ. Công chúa à, người cũng mệt rồi. Ta phải, ta cũng phải lập tức về phủ nghỉ ngơi. Khát nước quá. Phò mã, hay là vào trong uống chung trà đi. Ý kiến hay. Công chúa, phò mã, trà uống được rồi. Thật ra nàng nghĩ coi pha trà nên dùng nước suối tốt hơn hay là dùng nước giếng tốt hơn. Lấy nước suối pha trà là tinh túy nhất đó. Thật ra là nước tuyết chưa bị phong sương bám bụi dùng để pha trà cũng rất là tuyệt diệu. Nước sông, nước mưa cũng có mùi vị khác nhau. Em cũng sắp chảy nước mắt rồi. Thật là không thể ngờ được, thì ra công chúa cũng là cao thủ kỳ nghệ. Chỉ là biết đôi chút thôi mà. Vậy thì xin được chỉ giáo. Tại hạ nghe nói có một chân long kỳ cuộc thế gian này không ai phá được. Chân long kỳ cuộc giành chiến thắng, ở chết trước sống sau. Xin được lắng nghe. Vậy thì phải thêm trà. Công chúa, khuya rồi còn thêm trà e là ngủ không ngon giấc. Đánh cờ hại thần, chỉ sợ tổn thương phụng thể. Vậy cũng phải. Nửa đêm nửa hôm rồi.
Công chúa, phò mã, hay là tắt đèn đi ngủ đi. Ý kiến hay. Tắt đèn. Tắt đèn. Bởi mới nói, sở dĩ công chúa và phò mã có thể đơm hoa kết trái cũng phải nhờ có tên thích khách đó. Hèn chi công chúa vừa về tới, cả nhà vui vẻ hẳn lên. Thì ra là hoàng nàng thấy chân tình. Công chúa rơi vào nguy hiểm, phò mã gia tới kịp lúc. Đời người cảm động nhất, không có gì ngoài trời mưa có người che dù, chân mỏi có cái kẹo đưa mình đi. Lúc buồn khổ, uống chung rượu cay. Lúc khát nước, ăn trái thạch lựu. Lúc đói bụng, ăn 20 cây bánh bao. Vậy thì hạnh phúc không ai bằng rồi. Hạnh phúc quá à. Hèn chi dạo này vị thiếu gia ít đau bệnh hơn. Không lẽ một chữ tình có thể mau chóng làm cho người ta khỏi bệnh? Thái phu nhân nói khí hậu thành bệnh, quan hậu trường thọ. Khi con người vui vẻ tự động cũng chữa khỏi. Ha, may mắn là công chúa vui vẻ. Để tôi làm một số trái cây ướp mật cho công chúa và vị thiếu gia ăn, để họ vui càng thêm vui. Là gì vậy? Mới nghe có vẻ ngon lắm. Đặc sản trái cây ướp của thôn Thiên Bình, cắt nhỏ thọ tinh chua lại ngọt, trái đào trái táo dùng sức bóp, bóp ra nước lại thêm mật vào, để ngủ đêm lạnh không mất mùi. Tôi hoàn toàn không hiểu cô nói gì. Tóm lại là dạ chỉ khác, thanh nhuận thanh đàm. Nè, nhưng phải dùng nhiều loại trái cây mới được. Ra thị tập mua là được rồi. Ra thị tập chi bằng lên núi hái đi, lại không tốn ngân lượng. Một trái đào, hai trái táo. Tam thiếu gia thức dậy sớm. Trời ơi, sao trời tối thui vậy? Không lẽ trời mưa sao? Hả? Trời mưa thật sao? Khoan đã, khoan mưa đã. Ây, ôi da, đau quá. Trời mưa bị thương, lạnh lại gặp sương, quá thề lường. Nếu như bây giờ có người tới cứu thì hay quá hơn. Ý, đúng là có người tới. Hả? Có phải là mình bị qua mắt không? Tư Tam thiếu gia. Vậy tối qua dì ca quan sát tinh tượng, nói trăng đổi dần ắt có gió, đất mềm nhão chắc có mưa. Ngân Bình nói cô lên núi hái trái làm trái cây ướp cho công chúa ăn. Tôi sợ cô bị ướt cho nên tới đây tìm cô. Cảm ơn cậu nha. Không có gì. Đúng là sấm trung mưa càng dịu, nửa mưa đến thanh minh. Đèn không dầu không sáng, mà không nước không lớn. Tháng 2 không tuyết sương, trời cả năm không đẹp. Đêm nay sương rơi đầy, ngày mai mặt trời đỏ. Dung trùng bò trên đất, mưa tuôn rơi xối xả. Trời nóng quá gió nổi, ôi quá thì sinh mưa. Hôm nay lửa thiêu mây, ngày mai nóng chết người. Tam thiếu gia, sao cậu biết nhiều sự việc ở nông thôn vậy? Lúc trước ở Thiếu Lâm, ngày nào cũng phải nhìn trời đoán sắc. Đương nhiên phải biết chút ít để phòng thân chứ. Coi bộ cơn mưa này khó dứt rồi. Trời tối thì khó xuống núi lắm đó. Vậy thì đi. Tứ à, sao vậy? Chân còn đau hả? Tôi chịu được mà. Đi đi. Vậy tôi cõng cô. Không được. Cậu là thiếu gia, tôi là người hầu. Cần gì chấp nhất vậy chứ. Chân của cô cần phải mau chóng về nhà thoa rượu thuốc ngay. Quyết định vậy đi. Đi. Cũng không được. Vỏ trái cây này sẽ bị ướt hết. Vậy thì được rồi. Lên đi. Nè, lên đi mà. Tam thiếu gia khổ sở như vậy, hy vọng đường gần một chút, mưa mau chóng tạnh. Mình muốn cổng tứ lâu hơn, hy vọng đường càng xa, mưa mãi mãi cũng không tạnh.
Tiểu thư họ Lư này tướng mạo cũng khả ái lắm. Tiểu thư họ Lư này nói ngọng mà. Ai, trước khi đi Kim Thái phu nhân còn căn dặn rất là kỹ lưỡng, thân tính với nhau hôn sự này tuyệt đối không được làm qua loa. Ha, hôn sự của người ta thì không thể qua loa, không lẽ hôn sự của Lệ Doanh tỷ thì có thể qua loa sao? Quan nhà ra sức đồn đốc tìm lang quân như ý cho Lệ Doanh rồi. Lệ Doanh sắp mỏi mắt trông chờ rồi. Yên tâm đi, sau khi tôi lựa chọn kỹ lưỡng, cuối cùng cũng tìm được một người phù hợp với điều kiện đó. Vậy sao? Có một công tử họ Trương tên là Phạm, gia đình người này không có mấy ai, rất là đơn giản, cha mẹ đã cởi hạt thăng thiên lâu rồi. Tốt, không cần mỗi sáng dân trà, mọi chuyện đơn giản. Tổ nghiệp gia truyền là chuyên bán dược tán, thông tư mậu dịch, kiếm tiền bỏ túi. Làm công không tiến thân, kinh thư mới có lối ra. Khoan đã, tính cách như thế nào? Có phải sức khỏe dồi dào không bị bệnh chứ? Chi tiết còn phải đợi mai mối đi điều tra đã. Nên nhớ là mai mối đông người, còn quan nha thì không có đủ lực lượng, ai nấy làm tới không kịp nghỉ hơi đó. Trương Phàm này có bất quả hay không? Trước đó tôi đã nói rồi, kén chọn dung mạo không phải thượng sách đâu. Cho dù dung mạo không giống Phan An, nhưng cũng không thể có khuôn mặt giống như bánh nướng. Khải bẩm Đinh đại nhân, Trương Phàm tới nộp bức họa. Đinh đại nhân, xin lỗi tôi đã nộp bức họa hơi trễ, làm phiền đại nhân bận tâm. Trương Phàm một thân một mình không nương tựa, chỉ mong cứ được hiền thê thục phụ thành đôi, phu sướng phụ tùy, theo tôi về cố hương. Phiền huynh kiên nhẫn chờ đợi, chỉ cần tìm được phối ngẫu sẽ thu xếp cho đôi bên gặp mặt nhau. Được, Trương Phàm xin phép cáo lui. Đại nhân, tôi cũng ra ngoài làm việc trước. Sao rồi? Trương Phàm đạo mạo khôi ngô, tướng mạo đàng hoàng, ít ra cũng là nhân trung chi lâm. Phải, gia cảnh giàu có tài kinh thư, gia thế trong sạch, tướng mạo đàng hoàng, ăn nói lanh lợi, thật sự là dạng trung vô nhất. Ha, vấn đề là tại sao đến giờ người này vẫn chưa thành thân, lại phải nhờ quan mai phụ giúp? Ừ, nói vậy cũng có lý lắm đó. Tôi không sợ gì hết, chỉ sợ Lệ Doanh giống như lần trước vậy, gặp người xấu dạ, mặt mày sáng sủa, bụng dạ nham hiểm, lần lượt cũng khóc 3 tiếng, mặt đỏ cũng thành mặt xanh. Đến lúc đó phó nhằm Nguyên Ương chẳng khác nào là bại hoại danh tiếng của quan mai chứ. Nhân phẩm nói không bằng chứng, nhìn hành vi bình thường mới chắc ăn. Lựa chọn phụ quân cho Lệ Doanh, cô quả nhiên có nghĩa khí. À, coi chừng nghe, cẩn thận đó. Trời đất, cẩn thận. Ơi. Nè bà không sao chứ? Không sao, không sao, không cô sao. Cô đỡ bà đứng lên. Có lòng nhiệt tình với người già, tin chắc là người đàn ông tốt đó. Nên nhớ quả hổ quả bì nan quả cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm. Vậy trong mắt lên chờ coi đi, coi một lát nữa coi. Công tử à, lấy lại coi phấn hoa y chi đi. Không ngờ lại mua phấn hoa y chi. Chắc là mua cho mẹ của hắn đó. Đã nói là cha mẹ mất sớm mà. Ờ phải ha. Nè, biết đâu trong nhà còn có các vị trưởng bối cao đường nào đó. Nếu là huynh, huynh có mua cho bà nội hay bà ngoại để tô má hồng không? Muốn mua cũng phải mua nhân sâm đồ bổ để người già phúc thọ an khang chứ. Có lý lắm đó. Vô đây đi, vô đây đi, công tử à, vô đây vui vẻ một lát đi. Công tử à, vô đây đi. Vô đây đi, đừng có ngại mà. Mắc cỡ gì chứ, công tử vô đây đi. Lén la lén lút chạy vào ngõ sau của kỷ diện, theo. Đi qua muội. Trương Tam ca. Muội coi, muội mua cho muội cái gì đây? Dạ, đẹp quá. Đâu cần tốn tiền mua những thứ này chứ. Huynh cầm ngân lượng đi mua đất trước đi. Huynh hứa với muội, chỉ cần xây xong căn nhà, huynh sẽ lập tức rước muội về. Tới lúc đó muội sẽ chuộc thân. Đừng tự tốt của huynh. Nè, mua nhà lớn phải không, thành thân phải không? Cô gái này là ai vậy? Ai đây? Đừng động đến phu quân của tôi nha. Chúng tôi đã định thân từ lâu rồi. À, đằng này định thân, đằng kia tới quan nha xin làm mai, không phải là bắt cá hai tay sao? À, không có không có. Huynh đừng nghe cậu nói bậy mà, cậu bị thất âm phong thôi. Đây là quan mai triều đình, có thể làm chứng. Người đã định thân rồi còn cố tình che giấu, ý định lừa đảo, phạm tội trùng hôn. Cái gì? Làm quan là lớn hả? Cả hai hôn sự còn chưa thành, làm sao mà trùng hôn chứ? Lo chuyện bao đồng lãng phí của công. Người vô liêm sỉ lắm,
Gạt cô gái này đã đành, còn muốn gạt tỉ muội của ta, ta không bỏ qua như vậy đâu. Ha, ủa con ta sống trong cái diện kiếm ngân lượng cho huynh, thì ra huynh gạt hết người này đến người khác, lừa đảo, trả ngân lượng lại cho tôi. Trả cái đầu của cô đó. Đánh phụ nữ. Đúng là thần người căm phẫn. Đầu sói, ngươi là người độc quyết. Lừa tiền lừa sắc là đốn mặt lắm rồi, lại còn đánh phụ nữ, lại còn là người độc quyết. Ta phải thay mặt hàng ngàn thần dân đại đường trừng trị tên cặn bã dị tộc này. Cô kiếp đáng đời lắm. Đi này Như, ông tí rồi đó. Cô đánh tôi, ông làm quan mà, ông bắt phải bắt luôn cổ đi. Phải, có người đánh ngươi. Như sao ta không nhìn thấy, chỉ thấy có người bay qua tự té thôi. Lúc thì đập đầu vô tường, lúc thì rơi xuống đất. Vậy ta chỉ ngươi cái đồ lừa đảo. Còn nữa, che giấu hộ tịch, đột quyết cho làm người đường, tội ta gấp đôi. Đại nhân à, tôi theo ông về buộc tội hắn. Tốt. Cạn chung. Cạn chung. Kẻ gian bị bắt trừng trị, thật là vui sướng lòng người. Ha, tưởng đâu huynh khư khư nảy cũ, không ngờ huynh cũng biết ăn gian lắm. Tùy vào trùng hợp thôi. Đúng là bình thường tôi luôn tuân thủ quy tắc, nhưng mà khi đối mặt với đám đột quyết gian xảo và không biết liêm sĩ đó, Đinh Hữu Di này tuyệt đối không buông tha cho bọn chúng đâu. Huynh cũng có khí khái anh hùng. Cũng có đâu có hổ danh là nữ trung hào kiệt. Nè, kính huynh một chung. Được, có qua có lại. Cạn chung. Cạn chung. À phải, sao cô gặp hạ người đột quyết vậy? Người đột quyết đã làm cho tôi nhà tan cửa nát. Năm xưa đột quyết xâm phạm biên cương, cha mẹ đưa tôi chạy nạn, chúng tôi tay không tất sắc. Nhưng đám người đột quyết đó không chịu tha cho chúng tôi. Chính mắt tôi đã chứng kiến cha mẹ tôi chết trong tay bọn chúng. Mối thù này không đội trời chung. Đột quyết gây họa, xâm phạm quốc thổ ta, giết thần dân ta, thật sự tội khó dung tha. Xem ra huynh cũng ghét đột quyết lắm. Bởi vì tôi thế là quan mai, chứng kiến không ít cô nhi quả phụ đến thành Nam, chết đất Bắc, bỏ mạng không chung, chim đến tha. Binh tướng đại đường, tử trận xa trường, ngay cả di hài cũng không người chôn cất. Tội nghiệp cho thê nhi của họ mất chỗ nương tựa, bao nhiêu nhà cửa cũng tiêu hủy hoàn toàn. Nước sâu thăm thẳm, dây leo tùm, tướng tài tử trận xa trường, con ngựa bồi hồi kêu thảm, bồi hồi thê lương. Nếu như tôi có thể khoác áo giáp ra trận, tôi nhất quyết bắt đột quyết nợ máu trả máu. Nếu như tôi ra xa trường giết giặc, cho dù đầu ra xuống đất máu tuôn chảy, đào rớm máu cũng chẳng xá gì. Nói hay lắm, có chí khí. Tôi cũng đâu có kém Tu Mi đâu. Nè, cạn chung. Cạn chung. Không sai không về. Được, không sai không về. Uống, uống. Tâm đệ, tâm đệ, linh quá. Linh cái gì chứ nhị ca? Tối qua huynh coi bói cho đệ, huynh bói được lục lục vô cùng, phi lai thể phụng, phối kim long. Vừa long lại phụng tức là sao? Nghĩa là phúc tới kim gia, hoa đào bay vào. Đệ đó, sao phòng loan lay động rồi? Có phải là thiệt không? Huynh đừng có đùa nữa mà. Thế, hoa đào vào cửa dưỡng nhân duyên, chim muôn được chọn cùng trăm năm. Không biết phải đợi tới bao lâu vậy? Lương duyên trời định, nói tới là tới. Có phải là muốn nhanh cỡ nào thì nhanh cỡ đó không? Chắc sắp tới rồi đó. Hả? Tới rồi. Hạ tiểu thư này phù hợp với yêu cầu của Thái phu nhân và hai cô. Dung mạo tú lệ, chim sa cá lặng, có thể nói là trời đất tác hợp với biểu đệ đó. Gia cảnh của người này như thế nào? Cha là đại tướng quân, nhà có cả ngàn mẫu ruộng. Còn về nhân phẩm? Cầm kỳ thi họa, cái gì cũng giỏi. Tâm tòng tứ đức, cái gì cũng hiểu. Quan trọng nhất là tướng mạo đầy đặn, con cháu thịnh vượng. Vậy thì mau đón cổ về đây luôn đi. Nè, hỷ sự đừng để ngừng lại. Nè nè, tâm đệ ra rồi. Gì cả? Tâm đệ. Biểu ca, được gặp hỷ sự đương nhiên phơi phới. Nhìn hôm nay biểu đệ sảng khoái tinh thần đó. Phải đó tam đệ à, lần này biểu đệ cất công tới đây tìm thê phòng cho đệ đó. Thùng nữ họ Hà đã xếp lên bản nhân duyên rồi, biểu đệ lập tức coi thử đi. Huynh đã nói qua đầu bay vào rồi, quả nhiên lương duyên trên trời rơi xuống. Để huynh coi thử.
Trời, mắc cỡ kìa. Trai lớn dựng vợ thành thân chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Lần này bà nội tới tứ đại danh sơn kính bái, trước khi đi cũng căn dặn kỹ lưỡng, mong con mau chóng hoàn thành hôn phối. Nếu như hợp nhãn duyên thì nhờ Hữu Duy thu xếp gặp mặt đi. Biểu đệ à, nhìn kỹ bức họa đi đi. À, Tứ à, con coi nè, có phải là tiểu thư Hà gia rất thanh lệ thoát tục không? Dạ phải, rất xứng với Tam thiếu gia. Tuyệt đối không xứng. Mắt to nhưng vô thần, làm việc nhất định sẽ bề bộn. Mũi cao không thịt, miệng gân xanh, phu quân có chí khí giả. Miệng nhỏ anh đào mỏng không nếp, phù thề khó lòng có chân tình. Nét mặt hung tợn, tướng mạo bạc bẽo, cưới cổ về đây nhất định khắc phu bại gia, không có con tuyệt đối khó thành hôn phối. Ờ, Tam đệ học cách xét tướng hồi nào vậy? Tiểu thư Hà gia đâu có tệ lắm đâu. Thì đó, đành rằng không phải là quốc sắc thiên hương gì, nhưng mà cũng đâu phải là quỷ dạ xoa. Dù sao thì điều kiện chọn thê tử cũng không nên hạ thấp được. Có khi nào do còn quá kén chọn không? Vậy thôi được. Nếu Tam đệ đã nói vậy, huynh đành khách quan một chút coi lại lần nữa. Là tiểu thư Hà gia này đích thực là Tuyệt lắm đó. Nói tóm lại là chỉ có một câu: sơn vô lăng, giang thủy như kiết, đa lối chấn chấn hạ vũ tuyết, thiên địa hợp, đệ và tiểu thư Hà gia không thể. Ờ, không sao đâu cô à, hay là về đi, để con về tính lại cho biểu đệ nha. Không cần làm phiền biểu ca nữa, đa thọ vẫn chưa có dự tính chọn thê tử tiểu đăng khoa. Được, chuyện hôn phối này tạm thời gác lại. Xin lỗi nha Hữu Duy, lần này phiền công con tới đây rồi. Dạ không sao đâu, Hữu Duy xin phép cáo lui. Nhị phu nhân, có gì căn dặn? Tứ à, con tới Kim gia cũng lâu rồi có phải không? Dạ phải. Tính tình của con vừa tốt lại vừa nhanh nhẹn, làm việc thì có trách nhiệm. Kim gia có con làm quản gia đúng là có phước lắm. Tuy ta có ba đứa con, nhưng nữ nhi lúc nào cũng được ân sủng của người mẹ. Tứ à, nếu như con không chê bai, ta muốn nhận con làm nghĩa nữ. Làm nghĩa nữ của người? Ừ, từ nay con và Đa Thọ cùng mọi người gọi nhau là huynh muội. Nè, con nhận đi. Nhị phu nhân à, con không dám nhận, con không thể nhận được. Sau lưng người nào không bị nói, mấy ai không nói trước mặt người. Tâm tư của con và Đa Thọ lý nào ta lại không biết chứ. Nhưng dù sao Kim gia cũng là cao môn đại hộ, ta cũng không muốn có thành kiến môn đệ. Nhưng chọn thê tử xét người mẹ, cấy lúa chọn mạ non. Nếu như môn không đăng, hộ không đối, giàu nghèo chênh lệch, cao thấp cách biệt sẽ bị người ta đàm tiếu ngay. Ta cũng là người từng trải, năm xưa ta vào Kim gia làm thứ của người ta, mùi vị như thế nào thật sự ghi nhớ tâm can. Cố trồng trái bí không ngọt, ta không muốn đến cuối cùng con và Đa Thọ đều gặp kết cục đau khổ. Dạ con hiểu rồi. Gà trừng thì làm sao thành phụng hoàng, dù sao người hầu cũng có bước vào nơi trắng lệ. Tứ tự biết thân phận mình, con dâu người ta rất khó khăn. Trên có liệt tổ liệt tông, dưới có con cháu họ hàng. Bà nội đã quá 70 cổ lai hy rồi, không lẽ còn làm cho bà phải lo lắng sao? Nuôi con 100 tuổi, lo suốt 99 năm, sau này đến khi con làm mẹ, con sẽ biết cái khó của ta. Nhị phu nhân bà yên tâm, tứ tuyệt đối không có suy nghĩ cao xa. Ân đức của Kim gia suốt đời con không quên. Làm quản gia tứ đã mãn nguyện lắm rồi. Ừ, còn Tam thiếu gia, con cũng mong cậu ấy cưới được quê tú phú hộ, kết đôi quyên ương. Mừng là con biết phải trái, chỉ sợ càng lúc Đa Thọ càng lún càng sâu. Muốn tháo gút phải nhờ người thắt gút. Một câu của con hơn 10 câu của ta. Hay là... Nhị phu nhân à, con không phiền bà nghỉ ngơi nữa. Tứ,
Đã nói là công việc nặng nhọc cứ để cho người hầu làm. Cô là tổng quản mà. Tổng quản cũng là người hầu thôi mà. Người hầu thì vẫn là người hầu. Quan trọng nhất vẫn là biết tiến thoái. Đừng nên có suy nghĩ cao xa. Cô không vui hả? Thật ra mai mối chỉ là chủ ý của mẹ. Tôi đã thẳng thắn từ chối rồi. Thật ra tiểu thơ họ Hà đó cũng tốt lắm mà. Môn đang ngủ đối với cậu, sao cậu lại từ chối người ta chứ? Tôi và cổ tuyệt đối không xứng. Thê tử mà tôi muốn cưới phải có sức khỏe, lại còn phải ăn nhiều nữa. Ăn 4 cân nguyên bảo. Gánh nước qua cầu phải đứng thẳng lưng. Vừa khỏe mạnh lại còn không ăn y chang con heo nái đó. Thê tử như vậy có gì hay đâu chứ. Tư à, người huynh ngưỡng mộ chính là muội. Người huynh muốn cưới cũng là muội. Tam thiếu gia, cậu hiểu lầm rồi. Tôi và cậu chỉ là hai chủ tớ, tuyệt đối không có tình cảm nam nữ đâu. Chúng ta đã từng cùng ăn bánh thọ, cùng che dù trú mưa. Điều ca làm ma cho huynh, huynh thấy ăn còn... bánh che dù cũng là chuyện bình thường thôi. Vậy chúng ta có thể ước dưới qua định tình với Trăng hay không? Có lạy nguyệt lão, có buộc dây tơ hồng hay không? Có lời thề suốt đời nhờ mai làm chứng hay không? Tôi có nói là nhất định lấy cậu hay không chứ? Trong thâm tâm của tôi chỉ có ân công thôi. Huynh chính là ân công của muội. Huynh là ân công của tôi, nhưng mà tứ này còn rất nhiều ân công đó. Nè, đây chính là ân công lớn nhất trong lòng của tôi, Bạch Mã thiếu niên. Ân công thứ hai, thứ ba chính là nghĩa phụ nghĩa mẫu đã nuôi dưỡng tôi. Ân công thứ tư chính là Đinh thiếu gia đã bắt rắn giùm cho tôi. Ngay cả biểu ca huynh cũng không bằng sao? À, còn nữa nha, ân công thứ năm chính là đại thiếu gia, người thứ sáu là nhị thiếu gia, họ cũng đã từng cứu tôi đó. Đây chính là tam thiếu gia, huynh đứng thứ bảy. Không giấu gì huynh, người tứ thường nhớ chỉ có Bạch Mã thiếu niên. Chỉ có quyền ấy làm tôi mong ngày nhớ đêm, nằm mơ cũng thấy. Nếu trời rủ lòng thương cho tôi gặp lại người đó, cho dù làm tiếp tôi cũng dâng hiến tấm thân mình. Tam thiếu gia, huynh hiểu rồi chứ? Hiểu. Nói như vậy sao không hiểu được? Huynh hiểu rồi thì tôi yên tâm lắm. Vậy tôi đi làm việc tiếp nha. Thank you.